Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Toàn cảnh căn biệt thự 10 tỷ đồng mới tạo của Lê Giang. Sau nhiều năm cố gắng phấn đấu trong làng giải trí, Lê Giang sở hữu được có tài sản khủng cho riêng mình. Mới đây, nội diễn viên đã tạo thêm một căn biệt thự mới khiến khán giả phải trăm trô. Cô vừa nhận căn nhà mới của mình sau khoảng thời gian thi công. Lê Giang rạng rỡ đến nhận căn biệt thự mới của mình, toàn cảnh căn biệt thự hoành tráng của nữ diễn viên. Trên kênh TikTok của bên chủ đầu tư đã chia sẻ đoạn clip bàn giao căn biệt thự cho Lê Giang. Nữ diễn viên rạng rỡ đến nhận nhà mới của mình, được biết biệt thự mới của Lê Giang nằm gần biển Hồ Tràm và có giá trị khoảng 10 tỷ đồng. Căn nhà nằm trong khu biệt thự ở gần biển Hồ Tràm. Biệt thự có hai tầng khang trang với thiết kế hiện đại. Đây là căn biệt thự có diện tích khá rộng rãi với hơn 500 m2. Bên ngoài là khu sân vườn thoáng đẳng với những thảm cỏ xanh mát. Nơi đây còn có cả hồ bơi, hồ cá và các tiểu cảnh. Biệt thự của Lê Giang có hai tầng hoành tráng với thiết kế hiện đại, sang trọng, rất phù hợp để làm không gian nghỉ dưỡng sau những ngày làm việc căng thẳng. Không gian căn biệt thự mới của Lê Giang, phía trước nhà có khoảng sân vườn rộng, khu vực hồ bơi trong khuôn viên biệt thự của Lê Giang. Biệt thự được lắp khá nhiều kính để lấy ánh sáng và tạo không gian mở. Lê Giang có thể thoải mái ngắm cảnh đẹp bên ngoài. Vừa bước vào cửa kính là khu vực phòng khách rộng rãi, thoáng đẳng. Bên trong còn có 3 phòng ngủ, mỗi phòng đều có nhà vệ sinh riêng biệt. Nhà vệ sinh được thiết kế hiện đại, view nhìn từ phòng ngủ ra ngoài sân vườn ngắm nhìn căn biệt thự hoành tráng của Lê Giang khiến khán giả phải trầm trồ. Đây là ngôi nhà thứ hai mà nội diễn viên tạo được. Hiện tại cô và các con đang sống trong căn nhà ba tầng khang trang tại thành phố Hồ Chí Minh. Người hâm mộ từng bất ngờ khi Lê Giang chạy xe đạp trong nhà để chứng minh không gian rộng lớn. Bên cạnh đó, Lê Giang còn sở hữu riêng cho mình những bộ sưu tập hàng hiệu đắt tiền và nhiều trang sức kim cương tiền tỷ. Nội diễn viên luôn xuất hiện trước khán giả và truyền thông với vẻ ngoài chỉnh chu, sang trọng và không kém phần cầu kỳ. Ở tuổi 50, Lê Giang thoải mái tận hưởng cuộc sống hạnh phúc bên con cháu và sở hữu khối tài sản đáng mơ ước. Nữ diễn viên vẫn chăm chỉ hoạt động nghệ thuật và được nhiều khán giả yêu mến. Ảnh Lê Giang, vợ chồng Duy Phước cũng xây riêng cho mình một căn nhà. Dù chưa hoành tráng như cơ ngơi của mẹ, nhưng không gian sống của con trai Lê Giang cũng vô cùng thoải mái và tiện nghi. Duy Phước và vợ cũng thường sử dụng tầng trệt để tổ chức tiệc gia đình. Một góc không gian được dùng để trồng cây cảnh và rau. Hình ảnh bên trong căn bếp được vợ Duy Phước chia sẻ. Mọi góc của căn nhà đều được tận dụng triệt để. Mối quan hệ của Lê Giang và vợ Duy Phước cũng nhận được nhiều sự quan tâm, dù không sống chung nhà nhưng tình cảm của mẹ chồng nàng dâu vô cùng khăng khít. Lê Giang thường xuyên mua quà tặng cho con dâu, từng trải qua nhiều cơ cực, Lê Giang hiện có cuộc sống sung túc bên các con cháu. Ở tuổi 50, nữ nghệ sĩ vẫn miệt mài hoạt động nghệ thuật song song với việc chăm sóc gia đình bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo